Đây thì nó có cho mình là xoay, mình không có nghiêng được nha. Mình không có nghiêng 45 độ được, nhưng mà mình xoay qua trái 45 độ hoặc là mình xoay qua phải 45 độ vẫn được. Hello, chào mừng các anh chị đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn ha. Và bây giờ là sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái máy cắt nhôm đến từ thương hiệu của Dekton. Và đây là một cái mùa mà anh chị chắc cũng đang làm rơi vào cái mùa xây dựng ha, cũng đang giai đoạn hoàn thiện công trình, và đến lúc mà chúng ta làm cửa đó thì sẽ làm những cái nhôm Xingfa, cắt nhôm rất là nhiều luôn. Thì đây là một cái dòng máy mà bán khá nhiều tại Đồ Nghề Tự Chọn vừa mới về. Thì hôm nay sẽ làm review chi tiết cụ thể cho các anh chị luôn cái dòng máy này ha, để mà chúng ta có thể là mua để mà chúng ta thi công công trình. Về cái máy này thì nó rất là nhỏ gọn nha, nó nhỏ gọn thôi, chúng ta cầm đi rất là tiện cho mình ha. Mình cầm đi nè. Và nó sử dụng dây Curo, máy thì sẽ có hai màu, màu xanh và màu xám ha, màu xanh và màu xám. Nó trước cái giá đi, cái giá của nó, người miền Tây nói là cái giá nghe quen ha. Cái giá của nó là 1.750.000 ha các anh chị, và được bảo hành cho mình là 6 tháng. Và các anh chị lưu ý ha, đây là những cái dòng này thì nó sẽ không có tặng kèm lưỡi cho mình nha. Đây là những cái máy này thì nó không có tặng kèm lưỡi cho mình. Các anh chị thấy mua về nó không có lưỡi ha, thì tùy. Đây là sử dụng lưỡi là 255. Các anh chị có thể là mua những lưỡi mà cắt nhôm thì 120 găng hoặc là 90 găng gì đó tùy mình ha. Thường thường thì nó sẽ là 120 găng. Rồi, đây là nói sơ bộ cái thông suất của máy này cho các anh chị ha. Đây là động cơ dây đồng 100% và sử dụng một kéo là kéo của dây Curo để kéo. Công suất của nó là 1850W. Tốc độ vòng quay không tải là 5.000 vòng một phút. Và cái đường kính của lưỡi cắt là 255. Còn cái máy này thì nói chung là nó nhẹ, nhỏ, gọn. Và nó ở đây mình cũng có một cái máy khác đó nè, thì giá nó cao hơn ha. Cái máy này khoảng 4 triệu mấy, nó dành cho các anh em mà chuyên đi cắt nhôm. Nó cũng kèm lưỡi luôn, nhưng mà máy của nó thì nó ngon hơn, cũng của Dekton đó, nhưng mà giá sẽ cao hơn ha. Nhưng mà cái con này muốn giới thiệu cho các anh chị nè, cái con này nó rẻ. Con này chỉ có 1.750.000 và hỗ trợ các anh chị là trả góp luôn, trả góp 0% lãi suất, nhưng mà giá thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha, chưa bao gồm chi phí vận chuyển cho mình. Đây, nhẹ, nhỏ, gọn. Và cái máy này nè, các anh chị để ý ha, đây thì nó có cho mình là xoay, mình không có nghiêng được nha, mình không có nghiêng 45 độ được, nhưng mà mình xoay qua trái 45 độ hoặc là mình xoay qua phải 45 độ vẫn được. Thì ở đây là một cái cần đó để cho mình bóp, mình xoay, mình buông ra thì nó sẽ khóa nha, nó vào ngạnh thì nó sẽ khóa đó ha. Tới đây nó sẽ khóa, mỗi cái ngạnh nó sẽ có cái nút khóa ha, mỗi cái độ sẽ có cái nút khóa, và chúng ta có thể là nghiêng 45 trái hoặc là chúng ta nghiêng 45 phải tùy mình. Và anh chị lưu ý khi mà mình mua về á, mình sẽ lấy cái cây IKEA để mà mình đo góc trước nha, để mình cân chỉnh lại cho nó phù hợp nha. Nhiều khi những cái máy ở đây thì hãng sản xuất trong quá trình vận chuyển thì đôi khi nó bị lệch á, thì mình phải cân lại cho nó chính xác dùm mình ha. Rồi, ở đây là một cái miếng bằng này là bằng nhôm nè nha. Nó chưa có cắt rãnh các anh chị, chưa có cắt rãnh. Khi mà anh chị lắp lưỡi vào, anh chị sẽ cắt cái rãnh, những cái rãnh đầu tiên của nó nha, những cái rãnh đầu tiên của nó cắt xuống thì nó sẽ mới có lũng vô đây. Rồi, đây là cái khóa của nó ha các anh chị. Khi mà anh chị mà không muốn cho nó chạm, anh chị rút ra, anh chị để như thế này thì nó chỉ tới đây thôi. Hoặc là anh chị rút ra, anh chị khóa lại thì nó sẽ khóa lại như thế này. Còn khi mà mình muốn dùng á, mình nhấn xuống cái mình kéo ra và mình xoay ngang cái nha. Mình xoay ngang cái, tại đây nó có cái cây gài này mà thấy không? Khi mà mình xoay như thế này thì mình sẽ bị khóa, mình rút ra, mình xoay ngang cái này lại cái. Nó lúc này mình mở ra, mình cắt lên cắt xuống thoải mái ha. Đó, cắt lên cắt xuống thoải mái. Đó, thấy chưa? Còn khi mà mình khóa, ok, bật qua khóa lại cái, hoặc là mình rút ra, mình để là này, mình để lại, mình khóa ngay cái nấc này thì nó sẽ không khóa được, nó không xuống được. Nó không xuống được nữa ha. Tùy. Đó. Nút khóa này cũng khá là thông minh ha. Nó sẽ còn một cái chụp bụi cho mình để mình thổi ra đây được nữa. Rồi, đây là máy dùng để mà chúng ta cắt nhôm, nhỏ gọn đến từ thương hiệu Dekton, và máy này sẽ được bảo hành cho mình là 6 tháng. Giá của nó là 1.750.000 và cái mã của nó là DK-CN255CR ha. Màu xanh và màu xám như nhau, công suất 1850W, nhỏ gọn nha các anh chị. Ha, sử dụng dây Curo. Đó, sử dụng dây Curo là cái này nè, anh chị nhìn thấy cái này là dây Curo nè ha. Dây Curo motor nó sẽ chạy, nó quay. Dây Curo nó sẽ quay nó kéo cái lưỡi trong này. À. Than nha, động cơ này, động cơ có than nha. Đó, đó là cái máy này đến từ thương hiệu của Dekton. Rồi, các anh chị mà mùa này mà đi thi công công trình đem lưu động có thể là mua con này rất là phù hợp ha. Ngoài ra thì nó có một cái dòng cao hơn, nó là cái dòng này. Cái dòng này thì nó là chạy bằng động cơ từ luôn. nó chạy bằng động cơ từ luôn. Và cái con này nó cũng sản xuất, nó cũng xài chung là cái lưỡi 255 luôn nha. Và giá của con này thì nó cao hơn 4.030.000, 4.030.000 ha. Thì cái máy này nó cao cấp hơn, nặng hơn nhiều lắm. Ồ, nặng hơn con đó ít gì cũng khoảng 50% nha. Cái con này nặng hơn con đó nhiều, nên là các anh chị lưu động thì mua con này nó không phù hợp lắm. Cái con này nó gần như cái con của Makita mà 1310, con dùng của Makita nhỏ nhỏ này nè, 1030 á, nhỏ nhỏ thế này ha. Nhưng mà nó nặng, cái đế này nè nó chắc chắn hơn so với cái đế này rất là nhiều luôn. Chắc chắn hơn rất là nhiều luôn. Và cái trọng lượng của nó rất là nặng nhiều hơn. Nó có kèm lưỡi cho mình là 120g. Kèm lưỡi cho mình là 120g, cắt nhôm, cắt gỗ ha. Và cái máy này sẽ được bảo hành cho mình tới 12 tháng lần. Máy này sẽ được bảo hành tới mình tới 12 tháng lần, giá là 4.030.000. Còn cái máy kia chỉ bảo hành cho mình là 6 tháng thôi, giá là 1.750.000. Tất cả những cái máy này đều hỗ trợ miễn phí vận, hỗ trợ miễn phí trả góp hết trơn nha các anh chị ha. Rồi anh chị lưu ý nha, cái máy này thì phù hợp cho ai để ở tại công trình nha, để tại nhà ít di chuyển. Còn nếu mà mình hay đem đi công trình, mình đem đi di chuyển thì mình nên chọn cái máy rẻ tiền kia, 1.750.000 ha. Cái mã này nhắc lại là cái mã này là CN255 MTT. Còn cái mã này là CN255 CR, nó khác nhau ha. Thôi các anh chị cứ nói là máy cắt nhôm 1.750.000 là biết. Máy cắt nhôm 4.000.000 là biết ha. 4.030.000 tặng kèm lưỡi như thế này. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem video này ha. Anh chị nào ở Cần Thơ đến 239 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, coi, cầm, nắm, sờ trực tiếp. Còn anh chị nào ở xa có thể là coi thông tin mô tả trên trên kênh này, và các chị có thể là liên hệ số điện thoại ở trên để các bạn tư vấn hỗ trợ trả góp cho các anh chị luôn. Còn anh chị muốn xem những cái dòng máy nào khác đến từ các hãng có thể là liên hệ với cho Đồ Nghề Tự Chọn ha, sẽ làm thêm nhiều video nữa cho các anh chị tham khảo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.